Bóng chạm vào chắn của Thái Nguyên đi ra ngoài. Bóng vẫn còn. Và vào đà rồi bật nhảy. Đây cố gắng của này của trận đấu với King Bắc Băng Ninh thì Đặng Thị Hồng chưa thể hiện được nhiều. Một sự ra dơ của đội bóng tìm đang nỗ lực và đặt tham vọng để có thể cạnh tranh cho một tấm vé thăng hạng tại giải bóng chuyền hạng A năm nay. Đã có thêm một điểm số nữa cho King Bắc Băng Ninh. Chúng ta có thể thấy sự xuất hiện của ngoại binh mang áo số 6 ở trên sân. Đó là Kutika Kaupin. Thêm một điểm số nữa cho King Bắc Băng Ninh, 13-8. Bóng chạm bằng chắn của King Bắc Băng Ninh đi ra ngoài. Điểm số thứ 9 dành cho Thái Nguyên. Chắn bóng thành công. Thêm một điểm nữa cho King Bắc Băng Ninh, 15. Pha tấn công rất uy lực. Cực kỳ đẹp mắt và hiệu quả của King Bắc Băng Ninh. Tình huống ghi điểm tới từ vị trí. Điểm số quyết định đã được ghi. King Bắc Băng Ninh là đội giành chiến thắng. Rất hay, pha xử lý đủ để ghi đi. Lại là đội trưởng Thu Hường. Liên tục là những tình huống ghi điểm. Khoảng cách lúc này là 2 điểm, ưu thế vẫn đang thuộc về King Bắc Băng Ninh. Bóng đã chạm vào hàng chắn của Thái Nguyên đi ra ngoài. Cơ hội tấn công cho Thái Nguyên. Không được. Rất hay. Đó là pha bóng rất mạnh của Đặng Thị Hồng. Nhưng thực sự là những tình huống xử lý tâm đã bị suy giảm.
với những tình huống bị mất điểm tương đối vô duyên. Bóng ngoài chạm hàng chắn của Kính Ba Bang Ninh. Pha đánh bóng dọc biên rất tốt. Đó lại là một tình huống điểm số cho Kính Ba Bang Ninh. Tình huống ghi điểm từ đội trưởng. Bóng ngoài. Và tấn công rất uy lực của Đặng Thị Hồng. Nhưng ngày hôm nay thì hàng sau của Kim Ba Minh Ninh đã đóng ngựa cho những pha tấn công tới từ Đặng Thị Hồng. Thêm một điểm số nữa cho Kim Ba Bang Ninh, 7-5. Minh. Rất hay, đó lại là một tình huống ghi điểm nữa. Một tình huống đánh lao rất hay của Bích Huệ. Rất uy lực, nhưng không biết bao nhiêu lần trong trận đấu này mà hàng sau của Kim Ba Văn Ninh đã phòng ngự tốt trước những cú đập của Đặng Thị Hồng. Và giờ là câu trả lời tới từ vị trí. Cơ hội. Mặc dù không có được một tư thế dứt điểm thoải mái. Bóng trong sân. Điểm số cho Kim Ba Bang. Rất hay, một pha vợp cực kỳ đẹp mắt. Đó là tình huống ghi điểm của Kutika, vận động viên người Thái Lan.
Điểm số cho King Bắc Bắc Ninh. Điểm số quyết định đã được ghi, những điểm liên tiếp đầy bất ngờ của Thái Nguyên. Một màn lật đổ vẫn còn đối với Thái Nguyên. Liên tục là những tình huống tấn công ở vị trí số 4. Người Thái Lan bên phía Kim Bắc Bắc Ninh. Pha đánh bóng dọc sân rất tốt, đó lại là Bích Huệ và ghi điểm ở vị. Pha tấn công hay của Đặng Thị Hồng. Đặng Thị Hồng chính là vận động viên xuất sắc nhất tại giải bóng chuyền U23 quốc gia gần đây. Cơ hội ghi điểm cho Thái Nguyên. Pha chuyền bóng không tốt. Thực sự là những pha phối hợp của Thái Nguyên trong trận đấu này. Thái Nguyên hy vọng rằng ở những trận đấu tiếp theo thì Trà My sẽ chơi tốt hơn. Rất hay. Đó là pha ghi điểm của Kutika. Chúng ta cùng xem lại pha ghi điểm từ hàng sau của Kutika. Kỳ Ma Văn Ninh đã có được điểm số thứ. Và đá bóng rất mạnh của Đặng Thị Hồng nhưng chưa thành công. Còn đây là câu trả lời của Kutika. Kutika có những pha. Dứt điểm. Bóng vẫn còn ở trên sân.
Rất hay, đó là Đặng Thị Hồng. 10 bóng chạm vào chán của Thái Nguyên đi ra ngoài. 24-19 cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Giờ là match point của không được. Rất khó hiểu với pha xử lý vừa rồi của Đặng Thị Hồng. Một tình huống có phần thiếu đi sự quyết tâm của Đặng Thị Hồng. Pha xử lý hơi cầu thả. Trận đấu khép lại sau 4 set đấu. Thái Nguyên đã chơi cố gắng trong set 3 và có được chiến thắng để đưa trận đấu vào set đấu thứ 4. Tuy nhiên ở set đấu thứ 4 thì Kinh Bắc Bắc Ninh đã không còn cho đối thủ tạo ra bất ngờ. Chung cuộc thì họ đã vượt qua Thái Nguyên với tỷ số 3-1. Một khởi đầu tốt của chúng ta sẽ tạm nghỉ ít phút trước khi đến với trận